Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến em một con âm ly, đó là con Lutma 58A. Thì có con này cũng đã rất là lâu rồi, em cũng đã mở nội thất soi cái soi nội thất giữa con 58A và con 55A nó có khác gì. Thì con 55A nó đã lên được, còn lại con 58A thì hôm nay cũng làm một cái clip để test với dòng JBL. Thì nó đánh JBL khá là hợp và ăn ý. Về con này thì nó tình trạng là anh em đã thấy rồi, nó còn nguyên zin 100% và rất là đẹp. Những cái mặt nhôm phay của nó không một miếng vết lông mèo, lông chuột gì hết nha. Không một miếng vết nha anh em. Rồi em sẽ quay lại cận cảnh một cái về khuôn mặt của em nó lần nữa ha. Rồi, em để sáng tự nhiên nha. Đây là dơ nè. Đây, rất là đẹp. Và nó sử dụng 4 con sò sắt Hitachi. Thì anh em đã biết rồi, sò sắt Hitachi cho một cái chất âm rất là ngọt ngào, chi tiết. Thì nó ghép bell thì rất là hợp. Và em cũng ghép với đòi 432B mà K2 thần thánh của em. Đây, anh em thấy ha. Để em làm nét lại nha. Đó, 280W nha anh em. 280W lực. Con này được sản xuất tại Nhật Bản ha. Và anh em thấy những cái chân giác cắm nó dạng khè, màu vàng. Nó không có bị ố tan giống như những chân màu trắng nha. Đó. Tăng phô thì nằm ló ra phía sau. Đó. Đây là đánh hai cầu AB và A cộng B. Đó. Rất là đẹp. Để làm nét lại ha. Đó. Anh em xem ha. Thì những cái con này anh em có thể ghép với dòng JBL, ví dụ như là họ 43 nè, rồi là 100 Century nè, xéo hàng thẳng hàng đều ok hết. Đó, rất là hay. Tầm bát 30 đổ lại thôi nha anh em. Rồi lo Nhật thì nó khỏi nói rồi, lo Nhật nó khoan là chết mem lo Nhật hết. Ha. Hai tụ lục nguồn nó rất là to. Hai tụ lục nguồn nó rất là to. Đây. Và sau cái clip này em sẽ để cái link mà em soi nội thất của con này ở phía dưới link cái phần mô tả và cái phần bình luận á, để anh em vào cái link đó mà anh em có thể soi được cái nội thất. Còn bây giờ là em test nhạc thì không có phải soi nội thất nữa. Rồi, hôm nay em ghép chơi cùng nó là một cái con CD người nhập cuộc của Chế Linh á. Đây là đĩa của Làng Văn nha. Đĩa gốc. Đấy. Sau đây em mời anh em thưởng thức và nghe thử một bản nhạc ha. Phút không nợ rồi, cầm tay khẽ nói.
đối với những cái dòng nhạc như thế này thì chúng ta nghe nó, cái trung âm nó rất là dày dặn và tách bạch. Rồi em sẽ mời anh em thử một đoạn khác trong CD ha. Rồi thì em cũng xin báo giá lại cho anh em á. Thì cái con Lutman 58A này em đang bán với giá là 18.500.000 đồng, giá là bao ship toàn quốc cho anh em và máy móc là zin 100% nha anh em. Đó, mặt mũi thì rất là đẹp, không một vết xước, vết lông mèo lông chuột nào hết nha. Đó. Rồi về đôi loa 432B MK2 cũng xin nhắc lại để anh em cập nhật giá ha. Giá là 27.000.000 bao ship toàn quốc cho anh em. Thì anh em cũng có hỏi em thì có nhiều chỗ bán 25.000.000, thì em xin thưa rằng mỗi cái sản phẩm thì có cái giá trị khác nhau. Ở đây em làm em rất là cân đối để cho anh em mình cái giá thấp nhất có thể sở hữu những sản phẩm mà chất lượng. Đấy. Đối với cái con 432B MK2 này thì nó phải gọi là đẹp, đẹp và zin 100%. Đó. Rất là đẹp. Còn những cái đôi mà nó rẻ hơn thị trường anh em sẽ hiểu thôi, chứ bây giờ em nói thì cũng sẽ đụng tới một số anh em nó rất là ngại ha. Thì tiền nào của đó anh em hiểu giùm em ha. Cái nào mà em về giá thấp em sẽ làm giá thấp, nhưng mà cái giá mà chất thì đồ nó sẽ chất, anh em nên nghĩ vậy ha. Và em cố gắng là đồ phải riêng cho anh em tuyệt đối. Rồi thì tới đây em xin kết thúc, và anh em nhớ đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những clip tiếp theo của em. Thì hôm nay em có về được một ít sản phẩm. Thứ nhất đó là một con Amly Technic 7.725 mã, SO 7.725 mã, em mới về một con nè, giá 4.500.000 bao ship toàn quốc cho anh em nè. Rồi một con Amly Đà Nông BMA 2000AE nguyên thùng shop mới về nè, thì em sẽ làm clip cho những con này sau nữa nè ha. Anh em nào có nhu cầu hãy phone cho em trước nha. Ở đây em xin kết thúc và xin cảm ơn anh em.